Chiều nay tại thành phố Vị Thanh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Liên kết vùng trong phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự hội thảo có giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, đại diện các viện trường trong và ngoài khu vực và thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn trong liên kết vùng ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay. Trong đó nhấn mạnh, đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, hiện đóng góp gần 32% GDP ngành nông nghiệp, trên 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 70% lượng trái cây. Tuy nhiên, sự phát triển khu vực này chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế sẵn có, hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu. Có nhiều nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển, đáng chú ý là tư duy về liên kết vùng còn hạn chế. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã thảo luận đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả chất lượng trong liên kết vùng trong khu vực. Trọng tâm là giải pháp hoàn chỉnh quy hoạch của từng địa phương trên cơ sở tổng thể quy hoạch của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và bền vững. Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng, tiểu vùng, liên kết với thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ, tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống logistics, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đại biểu cho rằng, để đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, cần phải thực hiện tốt việc liên kết vùng theo từng hình thức khác nhau, với nhiều nội dung liên kết và đảm bảo hài hòa ba trụ cột là kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.